Có thể nói năm 2016 là một năm triển khai thành công đối với dự án Veram, quốc lộ 6. Với việc tận dụng trạm trộn bê tông nhựa sẵn có của dự án BOT quốc lộ 6, nguồn đá từ mỏ đá Phú Mãn, công ty đã triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết của hợp đồng, được tư vấn. Chủ đầu tư đánh giá là đơn vị dẫn đầu dự án về công tác triển khai thi công, nghiệm thu thanh toán và quyết toán công trình. Trong năm 2015 và 2016 vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức đấu thầu một loạt các gói thầu của dự án. Thì trong đó có gói thầu số 6 là nằm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thì do công ty Phương Thành đảm nhận thi công và khởi công từ đầu năm 2016 và đến cuối năm 2016 thì đã hoàn thành. Trong quá trình triển khai thi công thì đây công ty Phương Thành, thì theo đánh giá của ban quản lý dự án thì công ty Phương Thành là một trong những đơn vị mà có tính chuyên nghiệp cao nhất